kênh thời sự và giải trí, xin kính chào quý vị. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung tại sao cải cách giáo dục chỉ là ảo tưởng, tác giả Thái Hạo, kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhiều người, rất nhiều hay nói rằng giáo dục quyết định vận mệnh của một quốc gia. Điều ấy không đúng. Vì sao thế? Vì giáo dục chỉ là công cụ trong tay thể chế chính trị hiện hành. Nếu để thể chế tốt thì nó sẽ xây lên một nền giáo dục tốt, bằng không thì ngược lại. Đừng quá kỳ vọng vào giáo dục và cũng đừng đặt gánh nặng lên vai giáo dục. Cái khao khát của chúng ta về một nền giáo dục tiến bộ là rất chính đáng, nhưng nếu nghĩ rằng thay đổi giáo dục thì sẽ thay đổi được tương lai của dân tộc thì đó chỉ là một ý nghĩ mang nhiều phần tính an ủi chứ không thực tế vì nó mãi mãi chỉ là một giả thiết một thiết chế chính trị là hậu sẽ không bao giờ có thể làm ra một nền giáo dục tiến bộ cái mơ ước và cả hy vọng của nhiều người về một tương lai tốt đẹp của giáo dục rốt cuộc cũng chỉ là bánh vẽ nếu không sửa cái cỗ máy đã sản xuất ra nó nhưng tại sao chúng ta vẫn phải nói về giáo dục vì giáo dục không tách rời được chính trị nói về giáo dục cũng là một cách gián tiếp để tác động đến chính trị thay đổi giáo dục là thay đổi từ bên trong là một cách vận động từ trong nội tạng của thể chế nhưng mục đích ít nhất là trong giai đoạn này là phải gắn nó với ý thức về chính trị để thay đổi cái thượng tầng ấy vì dù chúng ta có nỗ lực cải thiện được giáo dục trong một thời điểm nào đó mà khí quyển chính trị này vẫn phủ trùm ở đó thì trước sau gì cái giáo dục tiến bộ ấy cũng sẽ bị phá hủy. Nó lại trở về với thời điểm xuất phát như ban đầu. Hãy hình dung điều này khi việc ném đá ao bèo. Cần tích cực ném đá, nhưng bèo vừa dạt vào bờ thì phải liền vớt nó lên kiên trì vớt thì ao mới sạch được, bằng không sẽ là dã tràng xe cát. Nếu không phải làm việc vớt bèo, tức là cải cách thể chế, thì việc mãi ném đá cải cách giáo dục sẽ trở nên ngớ ngẩn, ngay cả với những người tâm huyết nhất. Tóm lại, bất kỳ một ai mong muốn điều tốt đẹp trong tương lai mà lại vô cảm chính trị thì đều là kẻ thiếu trí tuệ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những bình luận của tác giả Thái Hạo. Tại sao cải cách giáo dục chỉ là ảo tưởng? Đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.